nãy giờ chị em ghe cái tàu mua gặp lại bán một cái là gió mưa lên liền, dục qua mình điếm kết, sóng gió mà căng tới sáng luôn. Con cá bò cả nhà, con cá bò vậy. Đúng là làm cái giá được nữa.
Nhớ làm ăn mà chơi nhớ hoài. Mình sao cũng nghiệm mình là người thua cuộc nha. Giờ đang phải ngồi rửa chén nha cả nhà. Anh em giờ lên võng nghỉ ngơi. Chung là giờ này cũng sớm, giờ này khoảng tầm 8 giờ mấy sáng à. Lên võng nghỉ ngơi 12 giờ mình mới làm công việc nữa. Nãy đang nằm đợi để điện thoại nhắn tin cho vợ và bạn. Đã không lấy lộn đâu, 12 giờ tối mới lấy lộn. Cầu cũng cần Phú Quốc có mạng nên anh em cũng đang lướt liêu riêu. Hello cả nhà. Nhìn đang nhắn tin với gợi, hai ba con gợi. Phen. Quá gợi. Phen, nói phen. Ok ở nhà thôi giờ em cũng lên võng nằm nghỉ linh chút xíu. Buổi trưa em sẽ quay đục cá buổi trưa của nhà xem nha. Nói chung bây giờ cá mắm thì cũng ít quá, giờ em cũng làm biếng quay cả nhà. Đục cá 12 giờ trưa. Cá là nhỏ luôn nha cả nhà. Quá trời thắt thu rồi. Trời biết thắt thu quá. Trời ơi gói nồi hết trơn kìa anh em ơi. Lắm rồi không vậy đó mà sợ sao hay nhở gì đục làm giật mày kiếm gì mày quá chơi quả này. Đục cá buổi trưa này cả nhà thấy không, còn bánh men gì không mà cả nhà ơi. Đục cá nhỏ mà bánh men nữa, không có mực nữa, mực liêu riêu có vài con leo ngay à, rất là thắt thu luôn. Đây có con cá nhám nè, con nhám nhỏ này về biển. Trên đây thì bánh men, ở dưới thì cá bò. Quá thắt thu rồi cả nhà. Đây, con cá mới lựa xong nha cả nhà. Lựa cho được nửa tiếng đồng hồ nữa xong hết trơn rồi. Giờ xúc vô bọc nữa nè. Chú ba nói cá lựa gì đã lắm nè. Chú ba đã nha. Xong chú ba chuyện này chứ đã à. Giờ này khoảng tầm 20 bột có phân rồi nha. 20, 30 bột quá. Đây đây đây. Cá thì được cả chục kết cá xô rồi cả nhà ơi. Quá thắt thu rồi. Đi coi được nhiêu mực nha. Nang nha, được nhiêu mực tột nè. Tột khoảng tầm 4-5 kg. Mực nang khoảng tầm 10-20 kg. Mực ống nè 10 kg nữa. Cơm chiều nè cả nhà. Nhà thấy bữa cơm có đơn giản không?
cơm xong rồi giờ mấy anh em mình chuẩn bị bán cá sô nha cả nhà. Đợt nào bán cá cũng trời thổi trời mưa cho nha cả nhà. Nãy giờ trời im ghe cái tàu mua gặp lại bán một cái là gió mưa lên liền. Chung là hôm ngày mấy ngày cũng khoảng tầm 400 ngoài kích cá quá. Bán cá kết này mau nha, thạo ký mình dục qua mình điếm kết, sóng gió mà căng tới sáng luôn. Sống lên liều kêu nữa nha, bán này cho được bọc ổi với bọc chim chôm, keo thịt kho, vô hầm tổng luôn đấy.
cũng 4 giờ mấy rồi, anh em vô nghỉ được cũng được 2 tiếng đồng hồ nha. Rồi 7 giờ tối mình làm tiếng công việc. Cào buổi tối nha cả nhà. Chung là cào bị gối rồi. Nãy chiếc tàu đực bị sự cố lấy cào hơi lâu nên cái cào nó bị gối. Đục cá biết bự không nữa. Thấy gì cũng bự, bự rồi chơi chứ. Chưa không có gì chứ cái này lấy gai à. Cái này có mực lấy gai nha. Ghẹ rồi nè. Sống. Cái này có mực lấy gai. Ủa cậu bay cái nhà. Cá xong nha. Giờ chuẩn bị muối cá luôn cả nhà. Chung là cá phân được vài chục bọc rồi. Quá nhanh luôn. Đây. Đây đó. Cá sô thì 7 kết. Hồi chưa 6 kết, giờ này 7 kết. Hơn được kết.
cái thì mình xé xé nó ra rồi. Đừng phải tính thay cái này ra, nhưng mà thuyền trưởng đổi ý rồi, không có thay nữa nha. Cu sang kéo tay một không có thế sao mình sang nó biết không, cái mình sang nó dài hơn. 1 2 3 không có thế gì nữa, không có thế, nó chịu cái bắp đùi vô vậy rồi đường nào mà chịu hết cho người đó người. Chịu rồi, cái bên đây đứng dưới đây sao kéo? Kéo đi, còn ngoài là ngoài nó mỏi là hết rồi cho nó. Em chịu mà, chịu cái mình lại chứ chịu cái tay đâu rồi đó. Không, nhưng mà mày chịu nó làm trên đây, tao nằm ở trên đây rồi. Bẻ hết trơn của tao ông nội, vừa vừa thôi. 1 2 đã hai người không có thấy hết trơn mà. 1 2 3 Hậu nhiên nè. Coi hậu nhiên nè. Nè đủ cho lại hậu nhiên. Ôi, lại hậu nhiên. Không ra.
mua mới ra có pin vô rồi. Quá đã. Sáng mình lấy cầu bay nha. Vậy em xin chào cả nhà luôn. Bye.